Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ ba ngày 17 tháng 10. Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội. Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Thái Lan cảnh báo nguy cơ khủng bố ở một số quốc gia. Thưa quý vị, sáng qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp trực tuyến thứ hai chuyên đề đánh giá tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ ngành địa phương. Tại điểm cầu Quảng Nam, tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu, đại diện các sở ngành địa phương có liên quan. Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, hiện nay công tác chỉ đạo điều hành và hoàn thiện thể chế tiếp tục được quan tâm, nhất là thể chế phục vụ cho chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính. Đến nay, 67 trên 76 bộ ngành địa phương đã ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chiếm tỷ lệ 88,2%. 100% cơ quan đơn vị quan tâm nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện đề án 06, 15 bộ ngành và 63 trên 63 địa phương đã hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Trong 9 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của địa phương đạt 90%, của bộ ngành đạt 50,2%, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Mức độ hài lòng trong xử lý phản ánh kiến nghị của địa phương đạt 93%, của bộ ngành đạt 76,6%. Kết luận tại phiên họp trực tuyến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh từng cấp từng ngành phải xem xét đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân doanh nghiệp là xu thế tất yếu. Do đó, các bộ ngành địa phương phải đẩy mạnh các giải pháp nhằm huy động khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện các nội dung chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các bộ ngành các địa phương phải tăng cường công tác phối hợp, xác định rõ trách nhiệm, không tái diễn tình trạng trách nhiệm chung chung. Phải đồng bộ về hệ thống, linh hoạt trong cách xử lý ở từng bộ ngành địa phương, nhất là sự sâu sát của người đứng đầu. Sáng qua, tại Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10, tham dự buổi tiếp có đại diện các sở ngành liên quan. Tại buổi tiếp, ông Trần Văn Mập, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Thanh niên Xung phong Quảng Nam, kiến nghị về việc công ty có hợp đồng với Ban Quản lý các dự án cơ quan tỉnh đoàn Quảng Nam để thi công xây dựng công trình khu sinh hoạt truyền thống nước Oa Quảng Nam, với tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ 500 triệu đồng và đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ ngày 14 tháng 4 năm 2014. Tuy nhiên, tỉnh đoàn chỉ mới thanh toán được hơn 17 tỷ đồng và còn nợ lại gần 2 tỷ 500 triệu đồng. Công ty đã nhiều lần làm việc với tỉnh đoàn Quảng Nam nhưng chưa được giải quyết. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn 3131 ngày 18 tháng 5 năm 2022 đề nghị tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức làm việc với Trung ương đoàn để giải quyết vướng mắc. Sau đó, Ban Bí thư Trung ương đoàn cũng đã có chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể giao tỉnh đoàn báo cáo với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí ngân sách địa phương để xử lý công nợ cho công ty. Sau khi nghe ý kiến của công dân và các sở ngành liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận kiến nghị của ông Trần Văn Mật, đồng thời đề nghị ông cung cấp lại hợp đồng trúng thầu, các văn bản chứng từ khác có liên quan. Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy rà soát lại tất cả các quy trình thực hiện của công trình, đồng thời phối hợp cùng Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính làm rõ trách nhiệm các bên có liên quan, báo cáo thường trực Tỉnh ủy và có văn bản trả lời cụ thể cho công dân trong thời gian tới. Cũng trong sáng qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường đã tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân Trần Văn Sách liên quan đến lĩnh vực đất đai. Ông Trần Văn Sát ở khối 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyền lợi của gia đình ông liên quan đến thửa đất ODT-169, đường 28 tháng 3, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, bị ảnh hưởng bởi dự án khu dân cư, đường Điện Biên Phủ nối dài. Phản ánh kiến nghị các nội dung liên quan đến việc thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu thất thoát ngân sách nhà nước. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp thu các kiến nghị của công dân đối với thửa đất ODT 169
Bí thư Tỉnh ủy giao Thanh tra tỉnh ra soát báo cáo cụ thể vụ việc để xem xét chỉ đạo giải quyết trả lời cho công dân theo quy định. Đối với việc tố cáo liên quan đến giá đất, việc yêu cầu bảo vệ tố cáo, ông Sách cần làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định pháp luật. Chiều qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng 16 tháng 10 1948, 16 tháng 10 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các thế hệ cán bộ, công chức, nhân viên, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy qua các thời kỳ, cùng đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy. Diễn văn tại lễ kỷ niệm đã khẳng định tầm quan trọng của công tác kiểm tra đối với việc đảm bảo mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tăng cường giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, sự phát triển của tổ chức Đảng, công tác kiểm tra cần được tăng cường. Ngày 16 tháng 10 năm 1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết nghị số 29 QNTU về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8 lấy ngày 16 tháng 10 năm 1948 là ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng. Tại Quảng Nam, trong suốt quá trình hoạt động, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp từ ngày tái lập tỉnh đến nay đã góp phần phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng đảng của thời kỳ hội nhập và phát triển. Với những thành tích đạt được, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhì, Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng thưởng nhiều cờ, bằng khen. Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đã tặng hoa và quà chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình cũng tặng bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 4 đồng chí có thời gian công tác từ 25 năm trở lên trong ngành kiểm tra đảng. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Quảng Nam để nắm tình hình thực hiện các dự án y tế thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và dự án chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn của tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan ở tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng đã báo cáo về tình hình thực hiện các dự án. Trong đó, dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 5 trung tâm y tế tuyến huyện đã được Ban Quản lý phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và đang thẩm định dự toán của gói thầu mua sắm thiết bị trước khi triển khai tổ chức thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm liên quan đến gói thầu. Tính đến nay, Ban Quản lý đã giải ngân 2,1 tỷ đồng trên 92 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2023, giải ngân đạt khoảng 37 tỷ đồng. Đối với dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã, đơn vị tư vấn đã khẩn trương triển khai thiết kế xây dựng theo đúng thiết kế cơ sở được phê duyệt để sớm trình thẩm định phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công. Với 53 trạm xây mới, nâng cấp, cải tạo đã được phê duyệt thiết kế bằng phải thi công, dự toán, đã tiến hành giải ngân 2,1 tỷ đồng trên 197 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2023, giải ngân đạt 42,1 tỷ đồng. Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Quảng Nam cơ bản đã được đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt. Qua khảo sát, một số địa phương chưa cung cấp giấy tờ đất để ban quản lý có cơ sở khảo sát địa hình, địa chất. Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Y tế, Sở Xây dựng cần khẩn trương thực hiện các công việc còn lại để sớm giải ngân đúng tiến độ. Riêng một số dự án cần điều chuyển nguồn vốn thì cần có văn bản sớm, các đơn vị chậm nhất là cuối tuần sau phải có phương án cụ thể báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Từ ngày 13 tháng 10 đến nay, do ảnh hưởng mưa lũ và vùng áp thấp trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to. Ở 9 nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia, các đơn vị đang quản lý vận hành tích nước giảm lũ cho hạ du. Tại nhà máy thủy điện A Vương, mực nước hồ hiện tại đang ở cao trình 356m, thấp hơn 24m so với mực nước dân bình thường của hồ là 380m. Lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ ở mức 216,8 m khối mỗi giây. Hiện tại, nhà máy thủy điện A Vương không điều tiết nước về hạ du mà đang vận hành tích nước để đảm bảo mục tiêu phát triển và giảm lũ cho hạ du. Còn tại nhà máy thủy điện Sông Bung 2, mực nước hồ cũng chỉ ở mức 588,89 m, thấp hơn 17 m so với mực nước dân bình thường của hồ là 605 m. Lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ chỉ nằm ở mức 62,25 m khối mỗi giây. Và ở nhà máy thủy điện Sông Bung 4, mực nước hồ mới chỉ có 209 m, thấp hơn 13 m so với mực nước dân bình thường của hồ. Lưu lượng nước đổ về hồ ở mức 192 m khối mỗi giây. Và ở hai nhà máy thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4 đều đang vận hành tích nước giảm lũ cho hạ du. Hiện tại, các nhà máy thủy điện lớn trên đầu nguồn sông Vu Gia đang cử công nhân túc trực 24/24, theo dõi lưu lượng nước về hồ, vận hành tích nước, giảm lũ cho hạ du, tuân thủ lệnh vận hành liên hồ chứa theo quy định 1865 của Thủ tướng Chính phủ ban hành và sẵn sàng phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam trong công tác ứng phó với mưa lũ và áp thấp đang diễn biến phức tạp hiện nay. Khoảng 6 giờ 55 phút sáng qua, kho chứa hàng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và dịch vụ Long Hải, kinh doanh mặt hàng chuyên ngành cấp thoát nước, địa chỉ tại ngã tư đường Nguyễn Hoàng, Trần Phú, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều 6 phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa. Ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội dù trời đang có mưa lớn. Lực lượng chức năng đã kịp thời đưa các ô tô tải ra khỏi kho chứa hàng an toàn. Kho chứa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và dịch vụ tại ngã tư Nguyễn Hoàng, Trần Phú có diện tích khoảng 400m², chủ yếu chứa mặt hàng nhựa chuyên ngành cấp thoát nước nên đám cháy bùng phát rất nhanh. Lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và lãnh đạo công an tỉnh có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng phương tiện tập trung chữa cháy, hạn chế đám cháy lan sang các nhà dân bên cạnh. Hơn 1 giờ đồng hồ đám cháy mới được kiểm soát. Tuy nhiên, để thoát khói, làm nguội và để phòng cháy lại, lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước làm mát để dập tắt hoàn toàn, để khống chế không cho cháy lan sang các nhà dân lân cận. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 27, sáng qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế xã hội, gồm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 16 năm 2021 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và nghị quyết số 31 năm 2021 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đối mặt khó khăn dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có những quyết sách kịp thời giúp tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Tuy nhiên, dự kiến 5 trên 15 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra, trong đó chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội không đạt mục tiêu đề ra năm thứ 3 liên tiếp. Một số ý kiến lưu ý, theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương gắn với nâng cao chất lượng trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức. Do đó, cần ra soát sắp xếp lại cán bộ công chức, có biện pháp xử lý đối với những người thiếu tinh thần trách nhiệm, làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh. Các đại biểu cũng nhấn mạnh tình trạng tham nhũng tiêu cực trong một số lĩnh vực còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, tình trạng thông đồng, móc ngoặc, cấu kết, tiếp tay của cán bộ nhà nước với doanh nghiệp để tham nhũng trục lợi, chiếm đoạt tài sản của nhà nước còn diễn ra ở một số lĩnh vực gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do đó, đề nghị Chính phủ tăng cường hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đảm bảo các lĩnh vực thường xuyên xảy ra tham nhũng được kiểm soát chặt chẽ. Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đầu tư và Phát triển Địa ốc Bình Dương Cityland, Công ty Bình Dương Cityland, với 5 bị cáo đã bán đất trên giấy cho hơn 500 bị hại. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận, được người dân đặc biệt quan tâm.
Theo đó, 5 bị cáo bị truy tố gồm Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 1994, Hoàng Anh Vui sinh năm 1994, Lê Văn Công sinh năm 1977, Nguyễn Anh Khoa sinh năm 1991 và Châu Lê Minh Vẹn sinh năm 1987. Trong đó, Nguyễn Thanh Hùng là người đứng đầu công ty Bình Dương Cityland. Các bị cáo còn lại là người góp cổ phần để thành lập công ty và giữ các vị trí quan trọng trong công ty này. Vụ án được cơ quan điều tra khởi tố vào tháng 2 năm 2020, có số bị hại rất đông, hơn 500 bị hại với số tiền lừa đảo lên đến hơn 162 tỷ đồng. Theo cáo trạng, từ tháng 5 2018 đến tháng 11 năm 2019, các bị cáo đã thành lập công ty, mua các thửa đất nông nghiệp, tự làm dự án và xin phép các cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm dự án đất ở, nhà ở không được chấp thuận. Các bị cáo thuê hàng trăm nhân viên, lập ra nhiều phòng kinh doanh khác nhau và tổ chức huấn luyện nhân viên kinh doanh để tìm kiếm khách hàng. Từ vé sơ đồ phân lô, quảng cáo, rao bán trên mạng, tổ chức các buổi bán hàng, thuê máy móc, san lấp để lừa đảo, thu tiền đặt cọc của khách. Các bị cáo đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại, với tổng số tiền là hơn 18 tỷ đồng. Số tiền còn lại chưa khắc phục trả lại cho 384 bị hại là hơn 144 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong khoảng 10 ngày. Thưa quý vị và các bạn, ngay khi quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù bắt đầu có hiệu lực, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh vừa triển khai công tác giải ngân tín dụng với vốn vay 100 triệu đồng mỗi người cho 3 hộ đầu tiên của tỉnh. Nguồn vốn vay đặc biệt ý nghĩa này sẽ được kỳ vọng là điểm tựa vững chắc giúp người hoàn lương vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, cải thiện cuộc sống, làm giàu cho bản thân và gia đình. Ngay trong ngày đầu tiên, quyết định số 22 của Thủ tướng bắt đầu có hiệu lực tại Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên. Ông Lương Thanh Hồng cùng con trai Lương Hoài Ân, 33 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, hoàn tất thủ tục và nhận về khoản vay 100 triệu đồng. Anh Lương Hoài Ân là một trong những người thụ hưởng đầu tiên ở tỉnh Tây Ninh được giải ngân nguồn vốn vay. Khi chính sách vay theo quyết định số 22 được triển khai, gia đình anh như được tiếp thêm nguồn sức mạnh, quyết tâm chí thú làm ăn cùng gia đình, vợ con để vực dậy cuộc sống. Con tôi trước đây có sai lầm lạc đường lạc lối. Nay cháu đã hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Cảm ơn đảng và nhà nước và ngân hàng chính sách đã hỗ trợ vốn cho con tôi được có số vốn để làm ăn. Tôi hy vọng sau này cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách được nhân rộng, mở rộng cho những người lầm lỡ về tái cộng đồng. Những ngày qua, cho con ông Hồng không quản ngại thời tiết khắc nghiệt ở vùng biên giới, cố gắng dọn sạch mảnh đất hơn 2,5 hectare của gia đình nằm ở xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên để chuẩn bị trồng cao su. Còn với vợ chồng anh Tô Ngọc Sim, 38 tuổi, ngụ ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, với khoản vốn vay 100 triệu đồng vừa được chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh giải ngân, anh sẽ đầu tư cây keo giống trồng phủ trên 6 hectare đất của gia đình. Tôi nhận được cái khoản vay 100 triệu á, về là tôi sẽ chăn nuôi bò, trồng mì, trồng keo. Tôi hy vọng sẽ làm ăn có hiệu quả để sớm hoàn vốn lại cho nhà nước đã giúp tôi. Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan công an, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, chính quyền địa phương để tổ chức tuyên truyền, đồng thời rà soát các đối tượng đủ điều kiện để chúng tôi triển khai cho vay. Thì ngay khi quyết định của Thủ tướng có hiệu lực thì chúng tôi đã triển khai cho vay ngay để tạo điều kiện cho các đối tượng này có cái nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, để ổn định cuộc sống và sớm hòa nhập với cộng đồng và tránh trường hợp và vi phạm pháp luật. Với nguồn vốn vay đặc biệt ý nghĩa này sẽ được kỳ vọng là điểm tựa vững chắc giúp người hoàn lương vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, cải thiện cuộc sống, làm giàu cho bản thân và gia đình. Thưa quý vị, tại tỉnh Quảng Nam, tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều địa bàn ngập sâu, trong đó có vùng ven sông ở xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ.
phát huy tinh thần 4 tại chỗ, đặc biệt là mô hình tổ tự quản 5 trong 1, nên việc chủ động di dời dân phòng chống thiên tai tại địa phương này gặp nhiều thuận lợi. Người dân vùng sống chung với lũ đã rất yên tâm khi có lực lượng tại chỗ hỗ trợ họ bất cứ thời điểm nào khi cần. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Trong suốt 2 ngày qua, công việc hỗ trợ những hộ dân vùng thấp trũng ngập sâu đã được tổ tự quản thôn Phái Nam với 16 thành viên chia nhau thành các nhóm, dùng các phương tiện được trang bị sẵn là thuyền, áo phao, tiếp cận những hộ dân có nguy cơ cao về ngập sạt lở để di chuyển người già trẻ em đến nơi cao ráo theo phương thức san ghép. Tinh thần ở đây lục lợi nước lớn liên tục và nhờ tổ quản thôn đây giúp đỡ cho bà con rất nhiều. Tinh thần là lục lợi, lúa múa hiệu quả, cũng như tự quản ở đây giúp đỡ cho bà con nhân dân. Ở đây là lục lớn, ở đây năm thông, ở đây là cái chủ yếu là đã nên là đầu mùa chứ cứ muốn làm là thương te mắc nhiều lắm. Trâu, heo, bà, lúa, ở đây là cái đực lớn nhiều rồi đó, là lúa mắc nhiều, heo, mà trong ở đây là có nhiều cái là cứu được dân đây. Xã Tam Thăng có 440 hộ dân với 750 nhân khẩu nằm giáp sông Tam Kỳ. Cả 8 thôn trên địa bàn đều có vùng ngập sâu, nguy cơ sạt lở rất cao. Rút kinh nghiệm từ những trận lũ năm trước, người dân rất có ý thức trong chủ động phòng chống thiên tai. Song lũ lụt bao giờ cũng bất ngờ và nhân lực mỗi gia đình trong di dời đồ đạc cũng như người trong tình huống cấp bách gặp không ít khó khăn. Bởi vậy, lực lượng xung kích tại chỗ của tổ tự quản 5 trong 1 thực sự là chỗ dựa cần kiếp, kịp thời nhất. Vận động mà đưa tuyển bà con từ cái vùng cô sâu lên vùng cô an toàn. Nói chung thì tinh thần là tất cả đợi nó một với địa phương là tổ chức là dây giờ mua. Tất cả của ông của bò đưa lên cái vùng cô đó khoảng là 30 người. Và trâu bò, heo gò nói chung an toàn, đấy là an toàn. Còn về tinh thần trách nhiệm thì anh em cũng thực hiện 4 tại chỗ, vận động kêu gọi bà con nhân dân thực hiện. Có ghe thuyền đưa đón đầy đủ, không an toàn. Xin được nói thêm về tổ tự quản 5 trong 1 ở xã Tam Thăng. Đây là mô hình đầu tiên của tỉnh Quảng Nam ra mắt đi vào hoạt động từ năm 2022 với 169 thành viên biên chế, 8 tổ, 8 thôn. Mỗi tổ có 12-20 thành viên là cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, nông dân, cán bộ, viên chức được nhân dân tín nhiệm giới thiệu. Mô hình xác định rõ 5 mục tiêu trọng tâm: đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa dịch bệnh, tham gia công tác tái hòa nhập cộng đồng và phòng chống thiên tai. Xã cũng tập trung lãnh đạo chỉ đạo cho các thôn tập trung tuyên truyền vận động di dời toàn bộ người dân và di dời các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm trên địa bàn của từng thôn. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo các tổ tự quản 5 trong 1 để thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Với phương châm 4 tại chỗ này thì chủ yếu là lực lượng tại chỗ, đó là tổ tự quản 5 trong 1 trên địa bàn của xã. Thì trong ngày hôm qua và tối hôm qua thì lực lượng tại chỗ đã tập trung di dời 12 hộ với 24 người dân trên địa bàn của xã để di dời từ vùng cao trúng lên vùng cao đảm bảo an toàn và di dời toàn bộ lương thực thực phẩm của bà con người dân, giúp bà con người dân di dời đến nơi an toàn đảm bảo trong các thời gian qua. Thực tiễn cho thấy mô hình tổ tự quản 5 trong 1 ở xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ đã cụ thể hóa phương châm 4 tại chỗ, phát huy hiệu quả rất tốt trong giúp dân phòng chống thiên tai giữa lúc tình hình cấp bách hiện nay. Chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, trong bối cảnh hàng trăm tấn hàng viện trợ đang xếp hàng dài ở gần biên giới Ai Cập do không thể tiến vào dải Gaza, nhiều nước đã kêu gọi Ai Cập mở cửa Rafah, cửa khẩu chính vào Gaza hiện do nước này kiểm soát. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên tạo điều kiện để hoạt động nhân đạo quốc tế được tiếp cận Gaza vì lợi ích của người dân thường vô tội ở khu vực này. Hiện Liên Hợp Quốc đã triển khai các kho dự trữ thực phẩm, nước uống, vật tư y tế, nhiên liệu tại Ai Cập, Jordan, Bờ Tây và Israel. Các chuyến hàng viện trợ có thể triển khai nhanh trong vòng vài giờ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đang phối hợp với Ai Cập, Israel và Liên Hợp Quốc để hỗ trợ mở lại cửa khẩu này. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng bác bỏ đề xuất để người Palestine di dời khỏi Gaza. Trong bối cảnh Israel đã cảnh báo hơn 1 triệu người dân Gaza rời khu vực phía Bắc của dải đất này nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ.
Kể từ khi xung đột bùng phát giữa Hamas và Israel từ hôm ngày 7 tháng 10 đến nay, đã có hơn 4.000 người thiệt mạng ở cả hai phía. Đại sứ quán Thái Lan tại Pháp và Maroc vừa cảnh báo công dân nước này đang sinh sống hoặc du lịch ở nước ngoài về nguy cơ gia tăng các vụ tấn công khủng bố liên quan đến xung đột Israel-Hamas, kêu gọi người dân nên tránh khu vực đông người và những chuyến đi không cần thiết. Đại sứ Thái Lan tại Maroc đã khuyến cáo tất cả công dân Thái Lan đang ở Maroc và Tunisia cũng như Mauritania cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung và cố gắng tránh lui tới các khu vực đông người. Theo thông báo, các cuộc biểu tình liên quan đến xung đột Israel-Hamas ở ba quốc gia châu Phi này có thể bùng phát và sẽ là yếu tố có thể làm tăng nguy cơ xảy ra hoạt động khủng bố. Trong khi đó, Đại sứ quán Thái Lan tại Pháp cũng đã cảnh báo tương tự với tất cả công dân Thái đang sinh sống hoặc du lịch ở Pháp. Thông báo được đưa ra sau khi chính phủ Pháp đã nâng tình trạng báo động chống khủng bố lên mức cao nhất sau vụ một đối tượng tấn công đã đâm chết một giáo viên và làm hai người khác bị thương nặng tại một trường học miền Bắc nước Pháp, nơi có cộng đồng người Do Thái và Hồi giáo sinh sống. Bộ Tài chính Hàn Quốc thông báo sẽ tiếp tục gia hạn ưu đãi giảm thuế nhiên liệu đến tháng 12 năm nay do lo ngại lạm phát gia tăng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lo ngại xung đột Israel-Hamas được dự báo sẽ đẩy giá dầu tăng vọt. Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, việc giá dầu tăng cao gây áp lực lên quá trình kiềm chế lạm phát, ổn định dân sinh của chính phủ. Do đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để ổn định giá cả và sinh kế của người dân bằng cách quản lý triệt để giá năng lượng và thực phẩm. Trước mắt, chính phủ sẽ tạm thời gia hạn trợ cấp xăng dầu đến cuối năm và tăng cường các biện pháp kiểm tra tại chỗ nhằm đảm bảo chính sách được triển khai hiệu quả. Chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện giảm 25% thuế với giá xăng, 37% với dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng dùng cho ô tô, thông qua chính sách thuế suất linh hoạt. Hàn Quốc bắt đầu thực hiện các biện pháp giảm giá xăng dầu vào tháng 11 năm 2021. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ, độ ẩm từ 96 đến 99%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ, độ ẩm từ 95 đến 99%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 26 độ, độ ẩm từ 93 đến 99%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm từ 96 đến 100%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, độ ẩm từ 95 đến 100%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm từ 95 đến 99%, gió nhẹ. Thị trấn Brau nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, độ ẩm từ 96 đến 99%, gió nhẹ.
Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Thông tin ngày mới đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.